Bế thì hoài. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kích thước của bể tự hoại, nguyên lý bể tự hoại và hình dạng, kích thước và các cốt, các cái ống có trong bể. Nói chung là tất cả các vấn đề về bể tự hoại mà mình đã tìm hiểu được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về kích thước bể tự hoại. Bạn biết một cái bể tự hoại nếu mà đúng nguyên lý nó sẽ có 4 ngăn, đó là chứa, lắng, lọc, rút. Đây. Một cái bể tự hoại nếu có đúng thì nó có 4 ngăn. Chứa đây, ngăn chứa. Ngăn chứa chỗ này. Ngăn lắng đây. Ngăn lọc đây và ngăn rút đây. Thì kích thước bể tự hoại chúng ta sẽ dựa vào số người trong gia đình. Ví dụ như bây giờ gia đình đó có 5 người thì chiều cao lớp nước sẽ là 1m2, bề rộng bể là 8 tấc, chiều dài ngăn chứa 21, chiều dài ngăn lắng 1m và chiều dài ngăn lọc thì bằng chiều dài ngăn lắng. Còn kích thước ngăn rút thì là nửa mét nhân nửa mét. Đấy, ngăn rút là ngăn này nè, là chiều này nửa mét nè, rồi bề ngang cũng nửa mét luôn. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chiều cao lớp nước. Này, chiều cao lớp nước nghĩa là sao? Chiều cao lớp nước là tính từ đáy bể cho đến vùng ván. Đây, vùng ván là vùng chỗ này. Ngay đến tính từ đây nè. Chiều cao lớp nước là tính từ đáy bể tới vùng ván. Thì chiều cao lớp nước á, mình khuyên các bạn trong một cái bể tự hoại chỉ có lớp nước thì ít nhất là 1m2, tại vì nếu mà dưới 1m2 thì cái bể đó làm việc không có tốt. Không có tốt nghĩa là sao? Các bạn biết đó là hút bể phốt thì từ 3 đến 5 năm chúng ta hút một lần đó. Thì 3 đến 5 năm hút một lần, nhưng mà cái bể nào là vậy việc dở thì nhiều khi một năm nó đầy, một năm đầy phải hút. Trong khi đó cùng một cái thước của bể tự hoại đó, một cái bể xài được 3 năm mới hút, một cái bể xài được có 5 hút rồi. Tại sao? Tại vì nó không tuân theo những cái nguyên lý mà mình đã sắp nói sau đây. Cho nên để mà bể tự hoại làm việc tốt thì chiều cao lớp nước ít nhất là 1m2. Đấy, trong trường hợp này là bạn, các bạn thấy mình vẽ là 1m23 đó. Đấy, đây 1m23. Rồi tới bề rộng bể đó, một cái bể tự hoại đây. Cái này là mặt cây, mình lấy mặt bằng xem nào. Đây, đây là mặt cắt các bạn, đây mặt bằng này, bề rộng bể là B nè, B chính là bề rộng bể đấy. Đấy, một cái từ A ở đây nè, bề rộng bể. Thì bề rộng bể để mà làm việc tốt nhất đó, thì mình khuyên là 7 tấc trở lên. Trong cái những cái này thì mình lấy 8 tấc nhiều nhất. Tiếp theo là chiều dài ngăn chứa 2m1, chiều ngăn lắng 1m, chiều dài ngăn lọc 1m. Đây. Thì tùy theo số người có trong gia đình đó, thì các bạn chọn kích thước bể tự hoại theo những cái thông số này. Ví dụ bây giờ người ta hỏi gia đình tôi có 15 người à, giờ chọn sao? À, 10 người là chọn dòng này đúng không? 20 người thì chọn dòng này. Giờ 15 người thì mình nó sẽ đường thẳng. Nó sẽ bậc nhất thì chắc bao các bạn cũng biết rồi, bấm ra thôi. Đây. Thì sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý bể tự hoại. Thì một cái bể tự hoại mình sẽ đây. Đầu tiên nè, nước thải nè. Đó, chảy xuống, chảy theo đường ống, chảy xuống thì từ chỗ này á, nó sẽ thực hiện quá trình lên men làm lắng cặn. Thì sau quá trình lên men lắng cặn á, nó sẽ hình thành 4 vùng mà có trong bể tự hoại. 4 vùng là ống vùng sao? Đó là vùng cặn nè, vùng cặn tươi, vùng nước, vùng ván và vùng lưu không
Thì đầu tiên á, chất thải vào bể tự hoại thì đó là chất thải ở dạng vùng cặn tươi à, nghĩa là nó chưa lên men láng cặn hết á, nó ở dạng vùng vùng cặn tươi. Thì sau một thời gian nó lên men cặn thì nó sẽ phân ra, nó tách nước ra. Thì ở dưới á, là vùng cặn à, ở trên tiếp theo là vùng cặn tươi, ở trên nữa là vùng nước đã tách ra, nước này cũng coi như là khá là vệ sinh rồi. Cuối cùng là vùng váng à, vùng đây là vùng vùng trống nè, vùng lưu không, lưu là lưu thông, không là không khí à, lưu thông không khí. Như vùng này vùng trống nè đấy, cặn tươi có nghĩa là phân rồi các chất thải mới vô đó, còn cặn nghĩa là nó phân hủy rồi đấy. Vùng còn vùng váng thì nó giống như là khi mà các bạn kho thịt đúng không, kho thịt mà có chất cái bọt 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 nổi trên trên đó, đó vùng váng nó giống như vậy đó, nó chất nó vậy đấy, bọt váng đó, nó váng là cái này đâu bạn đấy, nó lọt bọt bọt biển gì đó, bọt tùm lum la đó, bọt là váng đấy, giống như hình này không, đây bọt đây tùm lum tùm la này, bọt nó là váng đấy. Rồi thì đấy, đây từ dưới lên trên chúng ta có bốn vùng: vùng bùn cặn đã phân hủy à, vùng cặn tươi nghĩa là chất thải mới xuống, vùng đã tách cặn là vùng nước, vùng đã lên men bọt váng, và cùng là vùng lưu không à. Rồi thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tính tính chiều cao từng vùng một. Đầu tiên chúng ta tới tới vùng đã tách cặn, vùng nước đây, vùng tách cặn vùng nước đây, màu xanh lá chuối đây. Vùng nước có công thức là VN bằng NQ0 TN chia 1000 à, N là số người sử dụng, ở đây tới 5 người. Q0 là chứa nước thải, thì nó sẽ bỏ là 150 lít một người một ngày, và TN là thời gian lưu nước thải lên một. Thì thế và công thức đó chúng ta có là 0,75 mét khối. Ok, tiếp tục. Vùng cặn tươi. Vùng cặn tươi là vùng chất thải mà mới vô đó, chưa có phân hủy gì trơn đó, là cặn tươi đó. Thì công thức là bằng 0,5 là NTB chia 1000. 0,5 N là số người, TB là tiêu chuẩn thời gian phân hủy cặn theo nhiệt độ. Đây là theo bảng này. Thì đây á, mình lấy là 104. Các bạn có bạn hỏi tại sao lấy 104 mà không lấy những số sắp khác, là số 63, 47, 43, 28 mà sao không lấy, sao lấy 104 làm gì? Thì các bạn biết ở Việt Nam nếu mà Hồ Chí Minh á, thì nhiệt độ mà bình quân á, từ 30 độ trở lên thì chúng ta sẽ lấy 33, nhưng mà nhiều khi ở trên núi vùng lặng vùng lạnh á, ở Hà Nội thì nhiều khi nó âm có 10 độ thì không độ đúng không? Cho nên nếu mà 10 độ lấy 104, nên mình đang tính lấy sơ bộ, mình cũng lấy một số cao nhất, cho nên lấy 104 rồi, thấy chưa? Thế công thức này chúng ta có là 0,26 mét khối. Rồi vùng bùn cặn VT, vùng bùn cặn là vùng cuối cùng đó các bạn à, dưới đấy là cuối cùng là vùng cặn này. Rồi vùng cặn VT thì bằng RNT chia ngàn. R là gì? Lượng cặn đã phân hủy của một người trong một năm thì lấy 40 lít của người một năm. T là thời gian giữa lần hút cặn thì lấy 3 năm một hút một lần. Thế công thức chúng ta có là 0,6 mét khối. Tới vùng váng nổi. V váng thì bằng 1 phần 2 lần VT, nghĩa là 1 2 cái này là 0,3. Vùng lưu không không khí thì bằng 20% của 4 vùng trên, thì bằng 20% là 4 vùng trên nè, 4 vùng trên cộng lại nè, nhân 0,2 với 20% đó là bằng 0,382. Rồi cuối cùng tôi có bảng không học sao từ dưới lên nha bạn, vùng bùng đã tách cặn là 0,6 mét khối, vùng cặn tươi 0,26, vùng nước 0,75, vùng váng 0,3 và vùng lưu không khí là 0,38. Thì chúng ta lấy tổng
những số này ra số 2,292. Thì 0,38 thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với 2,292? Đấy, 0,38 chia 2,292 ra 16,67, tương tự cho những con số này. À, cuối cùng 0,6 chia 2,292 này ra 26%. Đấy. Thì mình thấy mình vẽ hình hình vùng mùng cặn 26%, vùng cặn tươi 1%, vùng nước 32%, vùng bọt váng 13%, vùng lưu không 16%. Thì các bạn thấy á, cùng một số người sử dụng thì nó có những thể tích như vậy, nên nó tương đương với đó, chiều cao cũng như vậy. Nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ nha, ví dụ bây giờ cái bể đó cao 1 mét, thì vùng bùng cặn á là 0,26 mét, vùng cặn tươi 11%, nghĩa là 0,1 mét, vùng đá cặn là 0,2 mét, vùng bọt ván 0,3 mét, và vùng lưu không là 0,16 mét. Cái này thế thì bây giờ ví dụ cái chiều cao cái bể là 1,5 mét á, thì vùng mồng cặn là cao bao nhiêu? Đây, 1,5 mét nhân 0,26 thì vùng mồng cặn nó sẽ là 0,39. Ok, đấy. Còn đối với vùng bùng cặn á, nếu mà chiều cao cái bể là 1,5 mét thì nó sẽ là cao nhiêu? 0,165 mét, tương tự như vậy. Thì cuối cùng mình có cái hình này đấy, cái hình này thì bằng hình là này thôi. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần, chúng ta sẽ đi xin phần giải thích từng chi tiết một hôm nay. Đây, chi tiết 1 nè, 2